hạt bụi nào hóa kiếp. Sao chị đánh em? Đánh nhầm, coi như xui đi. Xin lỗi. Bà hồng hả? Ủa cái gì? Xin lỗi rồi. Tôi xin lỗi rồi. Ủa? Ui, hai chị em bà sáng sớm ở nhà lôi nhau ra đây đánh gấm chó sủa ầm nhà này kia kìa. Hôm nay hẹn qua nhà của tôi rồi, tôi để mắt gì còn đánh tôi. Bông chua. Wow. Chào mừng mọi người trở lại cùng với Channel. Và mọi người thấy đầu clip thì tụi mình gây lộn vậy thôi, chứ đây là một cái video mà thể hiện cái sự tình thân khăng khít vui vẻ chị em của Channel. Tại vì em út tụi mình nghe đồn là chuyển qua cái nhà mới nữa rồi mọi người, mà đại gia mà nhà là mười mấy tỷ cái kiểu đó. Chị ơi, chị đừng có mang tiếng đại gia cho người ta. Căn nhà đó không có mẹ gì trong đó hết trơn á. Đồ ăn là chắc chắn không có. Quần áo là tôi nghe nói là Hằng để mua được căn nhà nó phải bán hết quần áo rồi. Đó là hôm nay là tôi với lại Canh Thi đã chuẩn bị sẵn một cái vali. Chúng là có đồ ăn nha, quần áo cho chị em mình dọn qua đây ở luôn chị. Đây bản gì quên đó. Thôi thôi hai người. Mặc dù em thấy hai người là cũng có ra mùi tiền đấy, nhưng mà em cảm thấy hai người cũng hơi phèn. Em sẽ dùng con điện thoại của em để book con Goka XL Protect để đưa ba chị em mình vi vu qua nhà con Hằng. Người ta chịu chở đồ không? XL mà chị nhớ hả? XL đó là size bự đó. Trời ơi, đúng rồi, lên nha. Yo. Rộng rãi, thoải mái, mà đặc biệt là chở được rất nhiều đồ đúng không? Chở được rất là nhiều đồ luôn. Thơm đó chứ, thơm ơi là thơm đó. Đặc biệt là với những dịch vụ xe của Gojek ở nhà thì được áp dụng bộ tiêu chuẩn chống khuẩn 3 lớp. Đầu tiên là bác tài được chích đủ 2 mũi vaccine. Thứ hai là có máy lọc không khí lọc đến 99.4% virus trong không khí luôn. Cái cục đen đen đó, đó cái đó, cục đó. Đen đen cái đó đúng là không? Quan trọng đó. Tôi đề cái cục đó, tôi không biết cái gì, tôi tưởng bác tài xong tinh dầu nãy giờ. À không, đó rồi bà ơi. Phèn phèn. Lọc virus đó. Lọc virus đó hả? Ngoài ra vô cùng chu đáo luôn, ở trong xe là có sẵn là bộ chống khuẩn đó, gồm có khăn giấy ướt, có cồn nè, rồi dung dịch rửa tay nè, rất là an toàn cho mọi người luôn. Mọi người tha hồ, mọi người di chuyển an toàn tiện lợi đúng nghĩa với cái slogan của Goka XL Protect. Mốt em chỉ chị nè, một chị cứ book Goka XL Protect đi, có tả giảm giá, rất là nhiều code giảm giá hiện tại có trên nền tảng Gojek. It's electric when you kiss me, never felt this way before. We're magnetic ones. Tiền điện em ơi. Mới quá. Tiền điện em ơi. Hả? Nhớ không nhớ? Ở nhà không nhớ. Bà làm đấy. Các bạn nghe nha. Ở đây có cái chuông sao ấm. Sao ấm chuông. Tại vì tôi thích gõ cửa cho nó kịch tính. Rất tiện. Trời ơi. Để đi dắt tôi coi đi. Rồi. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với phòng khách. À, muốn nhà tặng iPhone hả bé? Cái đặc trưng nhà em là nhà trồng cây táo. Đó, táo, Apple rồi là trên này. Cây táo cho bà nở hoa không? Nở chứ mẹ, nở một vàng từ 11 tới 13 luôn đó. Rồi, bây giờ vừa mới vô phòng khách á, chúng ta sẽ có một bức kệ để tự lưng tùm la đồ trang trí, cắp co, để co, đồ đó ha. Để mình coi cô chuỗi mọi người, Hằng là bợm nhậu nha. Hằng là bợm nhậu nha, uống Scotch nè, whisky nè. Ở dưới nó còn ngâm một đống rượu ở dưới kìa. Trời đất ơi. Ê, rượu dưới đó rượu gì vậy? Rượu rắn hả? Ê, bà coi chừng bể nha. Rượu chuối hột. Ê, trời. Rượu nhân sâm nha. Nhân sâm hả? Nha. Rồi tôi tưởng cái cây tôi mà nó bung ra có gì á. Nè, uống rượu nhiều quá nên là hay hành động dại dột. Cái điện ta đánh là nó phải để thạc sẵn thuốc đỏ rồi dầu ở đó. Vừa vô cửa có gì khoa liền. Còn cái này là di chuyển qua nè. Cái anh ở Pattaya này đó. Chồng chị. Trời ơi, mọi người khoan. Không. Anh này chồng chị. Ở đây house tour chị vô gặp chồng chị trước. Ủa? Ê, anh này thật ra là chủ nhà thiệt, còn Hằng là chỉ mượn ở nhà này quét cho nồi cho ngầu thôi. Trời ơi. Mày anh buộc em nha mọi người, anh buộc em nha. Hóa ra là tự nhiên làm clip đi thuê căn nhà để đó rè nó bắt hắn ra. Tôi không nhờ được con người của bà đến Sài Gòn cũng phải. Cái mà thích nhất là thật ra là khi mà vừa mới bước vô cái không gian đầu tiên của căn nhà là nó rất là thoáng. Mình nhìn thấy một cái không gian chung rất là rộng rãi luôn, từ cái bếp liên kết của cái phòng khách rồi tới không gian đàn này, coi như một phần giải trí thì mình thấy là cũng rất là hay, đúng không? Rất là thoáng, con mắt nhìn rất là dễ chịu. Rồi, bây giờ bé đây tập về vô. Tôi sẽ bày bà cách nấu cơm kiểu nhà giàu. Bình thường mọi người đông gà, mọi người đông sao? Thì, múc vô. Múc vô, ừ. Múc bằng cái gì? Bằng cái lon. Ở đây chúng tôi không làm như vậy. Đây, đây là cái thùng gà nhà tôi.
Với đây là cái nấm xoay nha. Mình chỉ cần xoay một cái thấy dễ open không? Gạt đổ xuống. Đó, chừng này là đủ cho một người ăn. Đó, ra nhà đó, mình đổ cơm vào. Rồi xong. Coi dưới này coi. Đó rồi nè, đó cái này cũng là một cái thiết kế gọi là kéo ra kéo vô cho mình đỡ cúi xuống mình kiếm đồ đó, kéo ra. Hay ha. Tủ đặc biệt là cái thiết kế tủ mà dạng mới mà kéo ra kéo vô này á, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mình bởi vì mình có thể để nhiều đồ hơn trong bếp và không cần phải lo tốn diện tích. Bất ngờ chưa? Hơ. Bất ngờ chưa? Tôi thấy bà nói cũng già lắm rồi đó. Rồi bà cầm lên đi. Hơ. Đi khám phá tiếp đi. Ủa nè, sao mấy bà không nói tới cái tủ lạnh nhà tôi? Ta-da. Nó thù lù đi nè. Cái tủ lạnh này có trị giá là bao nhiêu ạ? Tủ lạnh này trị giá bao nhiêu đó tôi cũng không biết. 2 ngàn nha. Tôi nghĩ tủ lạnh này tôi định giá chắc từ khoảng tầm 20 triệu. Mình nói mọi người nghe nha, Hằng mua cái bịch này á, hôm đó là Hằng đi siêu thị chung với mình. Lúc đó là Hằng vừa mới dọn qua căn nhà này. Và bây giờ là Hằng ở căn nhà này được 1 tháng rồi mọi người. Mọi người nhìn nó quéo lại nè. Thật ra đánh giá chung thì căn nhà này có vẻ là không phải là nấu ăn quá thường xuyên đúng không? Đúng rồi. Lâu lâu mới nấu rồi. Nhưng mà hả, mình nên nấu thường xuyên hơn nha. Nhưng mà được cái tủ lạnh này là để đồ ăn bao la phủ phê luôn nha. 3 phòng ngủ thì chúng ta cùng khám phá căn phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng này hiện tại là không có ai ở hết. Anh tôi là một người thích ở nhà nhiều nên là anh tôi thích set up một cái góc mà gọi là chill á, góc chơi máy tính đồ riêng đó, nên là anh tôi rất là đầu tư. Ê bà, tôi chỉ bà nè, bà sao? Biết nè, tôi chỉ bà mốt bà á, bà ngồi vô, bà ngồi vô đi. Bà ngồi vô. Đó, bà đeo một cái tai nghe gaming vô, bà giả bộ bà học bài, bà ngồi kế bên cửa sổ, bà giống y chang cô bé lo-fi á. Cô bé lo-fi. Cô bé lo-fi ngồi học bài á là bà đó. Ồ, đây là phòng của anh Tèo nha. Ê, phòng của anh Tèo gọn gàng hơn phòng chị nhiều luôn á hả? Tự nhiên cái phòng này cái vai người lớn á mọi người. Em thấy gì không? Nó rất là nghiêm túc luôn á luôn. Nhưng mà nhìn sơ qua nha, rất là đẹp xinh xắn luôn nè. Cái gương toàn thân rất đẹp nè, rất hợp lý luôn. Kế bên là một cái gương bàn trang điểm tuyệt vời. Và điểm đặc biệt hơn nữa là phòng nào cũng sẽ có cửa sổ và có ánh sáng nhìn ra ngoài. Với lại rất là thích một cái là cái giường á, hồi nãy Canh Hy có nói tôi một cái là cái giường khi mà đặt giữa cái phòng á thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thay vì là mình đặt sát vách tường luôn thì sẽ cảm thấy mình hơi tù túng. Nhưng mà khi mà đặt giữa giường vậy mình có không gian đi qua đi lại, muốn thức bên nào thức bên đó đó, thì tôi thấy nó hợp lý, dễ thương xinh xắn nha. Sao chịu cái tập đi tầm bậy tầm bạ. Ê, chị với con xuồng tụi em không hề đụng vô, bây giờ nó bị kẹt thiệt. Đúng á, tụi em không có khóa gì luôn á. Rồi, video đó là hết rồi, cảm ơn mọi người. Đây, thiệt sự thì cái cửa này, riêng cái tay cầm này nó bị ngược. Tôi không biết tại sao nó ngược ngạo như vậy. Nhưng mà mình phải... Đi. Ủa sao tiện mà... Đóng ra. Chị thử mở cửa ra, mở cửa ra. Đó. Có đồ kia. Đi. Anh sai hả? Nè, cửa này nó cười nó vậy nè. Nó làm cái cầm lên, đúng rồi. Tôi đi kiếm anh Tèo, tôi kiếm phòng anh Tèo, tôi định gài bẫy anh Tèo. Tôi cho tôi nằm luôn, anh Tèo dậy thấy tôi bên cạnh là tôi thành chủ nhân ngôi nhà này. Mà tôi kiếm hoài xong tôi kẹt trong đây mọi người. Không làm được một cái gì. Trời ơi chị ơi, tội nghiệp chị quá. Trời ơi, đó rồi, đây là phòng của tôi. Đây là phòng của tôi nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ review phòng ngủ Thanh Hằng cho mọi người nha. Ê, woo. Ủa? Review xong rồi đó. Rồi. Vậy là review phòng ngủ á? Thì phòng ngủ thì nó chỉ đúng đáp ứng cái nhu cầu của mình là ngủ thôi mà. Nên tôi thấy là ngủ ngon là được. Cái điểm nhấn của phòng tôi, tuy là nó đơn sơ không có gì, nhưng mà cái điểm nhấn của nó là cái tủ quần áo. Bà coi cái tủ của tôi này, cái tủ của tôi rất là đặc biệt. Tại vì nó còn lắp đèn nữa đó. Nè, lắp đèn nha. Ủa đèn đâu rồi? Đó, nó có đèn nữa. Ta da. Cái áo phép nó hay mặc cái nè. Ờ trời ơi nè. Trời ơi cái áo ba. Mấy cái crop top này đẹp quá nè mọi người. Trời ơi cái đầm nó mới mua nè. Ờ này cái áo thun nè, Louis Vuitton. Sao vậy? Nè em nói chị nghe nha, hàng khách tới nhà không trà thì bắt. Tôi nói mà nghe, nãy giờ tủ lạnh có nhiêu tôi mở tan hoang cho mọi người coi rồi đó. Đâu có gì tủ lạnh đâu má. Tôi đã biết trước cái trình hợp cái trường hợp này nên là tôi xách bao nhiêu vali đó, không chỉ quần áo mà có đồ ăn nữa. Bây giờ đi ra. Đi nha. Khoan, để xuống. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi nặng quá. Đi. Rồi, để lên. Trời ơi là trời. Nhưng mà sao mấy bà đi qua đây mà tiện tay xách hết mang vali gì đùng đùng đằng đằng vậy? Bà sợ chưa? Bà tưởng nhà bà xa là tụi tôi hả không có xách đồ tới được hả?
tụi tôi đi Go Car XL Protect, xe 7 chỗ vô cùng rộng rãi thoáng mát. Nên là tụi tôi mang nguyên cái nhà tụi tôi qua đây rồi. Chuẩn bị 1 2 3 Trời ơi. Trời ơi. Một ba ly đồ ăn. Rồi. Bài ra nhà mình ăn vui vẻ nha. Vô ăn thôi, tới giờ ăn rồi. À. Hằng, em chia sẻ một tí cảm xúc khi mà em là một trong những cô gái trẻ và sở hữu một căn nhà như thế này. Thì em cũng ngại lắm mọi người. Em nói thiệt luôn á, là cái lúc mà em thông báo với lại team Văn Hành là em chuyển tới quận 7 sống cùng với team. Cùng với team. Tại vì trước đó thì em ở quận nhất mọi người. Nói chung là cũng xa bên này, không có connect với nhau nhiều lắm. Thì chuyển qua em mới nhắn tin nó. Một tháng sau là em chuyển qua nhà này luôn. Rất là nhanh, nói chung là tốc độ chuyển khá là nhanh á. Với lại là nhà này lúc đó cũng bán khá là gấp nữa. Chủ sở hữu lần trước cũng là họ hàng với nhau, họ hàng ruột thịt. Nên là để là cái giá rất là ok nên mình phải mua liền luôn. Tuy là nó hơi xa so với nhà trước đó một xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất là đáng khi mà sống ở đây. Tại vì lý do đầu tiên là khu này là khu biệt lập, ngủ rất là yên tĩnh. Cái thứ hai là cơ sở vật chất, đồ kiểu khi mà mình về nhà, cái không gian mình tiếp xúc kiểu giống như là ở ngoài giống như quá là stress, quá mệt mỏi rồi thì về nhà mình nhìn cái không gian sạch sẽ sáng sủa vậy thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Bạn có thể chia sẻ là cái công việc hiện tại của bạn là gì mà có thể sử dụng căn nhà nhiều này không? Tại vì rất nhiều bạn đang hỏi là tại sao mà đi làm external lương tháng bao nhiêu mà có thể sử dụng căn nhà nhiều này, hay là có công việc nào làm thêm có, được không? Có, có công việc làm, con ba mẹ. Con ba mẹ bạn. Nhưng mà thiệt sự thì có nhiều người qua đây rồi xong rồi họ sẽ đánh giá, họ kêu là tôi ở nhà sang như vậy rồi nè, thì mấy mốt mà tôi đi ra đi làm á, ví dụ đi làm ở một chỗ nào khác tôi sẽ không chịu khổ được, tại vì ở nhà mình là mình quá sướng rồi. Thì đó cũng là một cái trở ngại mà cho những bạn nào đang ở nhà sung sướng. Cái việc mà chị ở nhà sướng á là cái lý do để cho chị mà có thể đi ra ngoài chị làm việc cực lực. Ý là mình cứ ở nhà mình sướng hết sức đi đã, rồi mình để những cái sức chịu đựng của mình ra ngoài, mình đối diện với sếp nè, với khách hàng cái kiểu nè, hiểu không? Giống như là em á, em ở nhà em được cưng như cho cái mướn hoa vậy á. Nhà bồ em say như chó vậy chị. Em có bồ hả bé? Ừ. Trời, trời ơi, chị không biết mặt bồ em luôn á. Để bà public lên cho mọi người coi đi. Trời no quá bà ơi. Ủa cái tâm lý là phải như vậy á hả? No, tôi no quá. Tâm lý bà là gì sau khi đi nhà hàng? Em mệt nha, bởi vì nhà nó quá to. Quá to? Nhà nó quá to so với mức tưởng tượng của em. Em không thể nghĩ là có một căn nhà mà chung cư trong thành phố nó to như nhà hàng bây giờ. Em đi mà mỏi chân luôn á chị này. Chân bà, nó xứng cả lên rồi này. Bà lố thì cơ. Lố ô về, ô về. Nhà là to nhất là to cái bếp. Trời ơi, cái bếp quá xuất sắc, tại vì có mấy đủ chén. Trời ơi, đỉnh ghê là đỉnh, mà cái phòng ngủ nó có view nữa. Mọi người thấy Rick Kick S Channel như thế nào, xứng đáng mang danh Rick Kick chưa? Em sao bé? Sugar Mommy. Sugar Mommy. Rồi bây giờ tụi mình thì vẫn tiếp tục trên cái đoạn đường đi về và vẫn tiếp tục là bút Go Car XL Protect. Đúng rồi. Đi một lần là mê. Rồi nói chung là mọi người nếu mà ai muốn di chuyển trong thành phố hoặc là muốn có một cái hoạt động để đi xa cùng với cả bạn bè, người thân, gia đình của mình thì hãy nhớ book Go Car XL Protect. Hiện nay đã có rất nhiều những cái mã sẵn sàng trên app Project. Ê nhưng mà chị suy nghĩ nha, ví dụ đồ mình không lỉnh kỉnh mà mình đi nhiều người thì mình vẫn có thể book được. Được luôn, vô tư. Đặc biệt là nhóm bạn đi đông đông vui đó. Hôm nay tụi mặc dù tụi mình đi chỉ có ba người thôi, nhưng mà ba người mình là cái sức mà cái sức ồn ào á, cái sức mà nó bung bung cái lỗ tai của bác Tài á là bằng 10 người luôn. Không, có 30 người. Ờ nên là em biết tâm lý là em book luôn XL Protect cho bác Tài đỡ stress. Không, bác Tài stress nhưng mà bác Tài vẫn sẽ nghĩ là tụi bay vui là được. Mấy đứa vui là được. Rồi bây giờ trên đường đi về nha, bye bye mọi người. Mọi người thấy như thế nào về nhà hàng thì nhớ comment phía bên dưới nha. Like, share, subscribe cho S Channel. Bye.